cuộc đời này nó còn rất dài, sẽ có rất nhiều khi mình thua cuộc, nhưng cũng sẽ có những khi cùng với tài năng và rèn luyện, cuộc đời sẽ cho mình một chút may mắn, dù giỏi dù dốt, dù trong tương lai mình có thể thay đổi. Nhưng khi một điều gì đó đã là cái điều mà mình chọn, thì mình sẽ quyết tâm bước tiếp. Chúng ta không nên bận tâm quá nhiều về những số tiền mà bạn bè đồng trang lứa đang kiếm được. Đôi khi nó khiến các bạn trở nên áp lực, đúng không? Điều quan trọng nhất không phải là người khác, họ đang làm gì, mà là bạn đang làm gì cho cuộc sống của mình. Đấy mới là điều quan trọng. Nếu như mà cái thời gian bạn dành để buồn phiền, rồi để so sánh, rồi là để cảm thấy đời bất công đó, bạn dành. Khi mặt trời thức dậy cũng là lúc đánh thức ngọn lửa bên trong bạn. Dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không được chùn bước. Tôi không phải là một bông hoa xinh đẹp đâu. Ngay cả khi không ai đánh giá cao, bạn vẫn phải như một bông hoa. Việc của hoa đâu phải là trở nên rực rỡ, mà là nở nở bay nở thành. Tất cả đều là của riêng bạn. Sự xuất sắc của bạn không cần ai chứng minh. Gần đây tôi có nghe được một câu nói tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mọi thứ đều có vết nứt, ở đó cũng là nơi xuất hiện ánh sáng. Ai đó xem video này đang trong một cái trạng thái nó rất là tồi tệ, thì làm ơn giúp Châu là hãy nghĩ rằng là tất cả những người thành công nhất, những người hạnh phúc nhất đều phải trải qua những cái thời gian mà nó tồi tệ nhất. Tại vì phải có những cái khoảnh khắc đó thì người ta mới có những cái trải nghiệm, người ta mới có những cái thử thách để người ta vượt qua và người ta lớn mạnh hơn, người ta tuyệt vời hơn được. Nên là hãy coi đó là một cái may mắn, là ông trời đang cho mình những cái thử thách này để mình có cuộc sống tốt hơn đấy. Chúng ta đừng dừng ở tự ti khi mà thấy những bạn bè đồng trang lứa thành công nhé. Hãy đối diện và vượt qua nó bằng cách lắng nghe trái tim rằng là mình thích gì này, mình làm gì thì mình hạnh phúc nhất và mình muốn trở thành người như thế nào. Mình tin là khi bạn đã tìm được cái mà bạn thích, bạn có cho mình một sự quyết tâm cao độ, thì khi đó cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn. Kiểm soát cảm xúc của cô đi. Đừng sử dụng trái tim hay nghe theo lý trí ấy. Tôi muốn cô trở thành phiên bản tuyệt nhất của chính cô. Đã bao lâu rồi bạn chưa ngủ trước 2-3 giờ? Thức khuya rất hại, nhưng thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Để mua được ngôi nhà 2 tỷ đến năm 35 tuổi, các bạn phải tiết kiệm 35 triệu một tháng. Để đạt mức lương trên 40 triệu một tháng, các bạn phải giữ các chức vụ chuyên viên đến giám đốc, giỏi hơn rất nhiều người. Vậy nên hãy cố gắng từng bước một. Đỗ đại học chính là bước đầu tiên, cơ hội đầu tiên. Hãy tận dụng nó thật tốt. Đừng để bản thân năm 35 tuổi phải hối hận. Chỉ mong hai chữ, giá như. Đừng để bị cuốn vào những điều tồi tệ. Bạn phải trở nên tốt hơn, ngày càng tốt hơn. Chỉ một ngày nào đó thôi, bạn sẽ khóc. Khóc nức nở, nhưng đó không phải là giọt nước mắt của nỗi đau, của những nhát dao tổn thương nữa. Bạn sẽ khóc vì hạnh phúc đến vỡ òa và biết ơn. Bạn biết ơn vì quãng thời gian qua bạn đã kiên cường đến vậy. Bạn biết ơn vì được sinh ra ở trên cuộc đời này. Và biết ơn vì có lẽ bạn đang đi đúng đường. Bạn đã tìm thấy chính mình rồi. Vậy tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại chọn rời bỏ thế giới này khi ta còn chưa có thể biết mình là ai? Ta còn chưa cảm nhận được hạnh phúc đến khóc lúc nào không hay mà. Một khi đã lớn rồi thì có những chuyện dù không chịu nổi cũng phải cố mà chịu. Không thể khóc, càng không thể bỏ dở nửa chừng. Đường này vốn là do bạn chọn, bạn không hẳn là chọn sai, chỉ là không được bằng phẳng như bạn nghĩ thôi. Cố lên. Thất vọng không? Cảm thấy bực bội khi bại dưới tay họ không? Thế tại sao lại không chịu cố gắng? Cậu có biết khi cậu đang ngồi lười biếng và hèn nhát ở nhà thì đối thủ của cậu lại mày mò kề cận bên đèn sách để có một tương lai tươi sáng. Trong bản thân họ luôn có một ý chí phấn đấu và cầu tiến bên mình. Còn cậu thì sao? Nên nhớ rằng trên đời này chả bao giờ có kẻ thất bại, mà chỉ có kẻ lười nhát mới mãi mãi không chịu thành công. Hãy subscribe.
trời đang sương bão. Ước ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu? Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều? Thì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu. Phải tự lập tự vé vì chẳng được ai nuông chiều. Mình từng đọc một câu thế này: đừng bao giờ từ bỏ quyền được thành công của mình. Nếu bạn từ bỏ quá nhiều, cuối cùng bạn sẽ tích lũy đủ hối tiếc cả một đời người. Bạn của tôi ơi, thành công không phải thứ gì đó quá to lớn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta nhận ra rằng hôm nay đã học được nhiều điều mới, hôm nay ta tốt đẹp hơn, giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua, thì đó cũng là thành công nhỏ. Không có sự thành công nào là dễ dàng, thậm chí là rất nhiều khó khăn. Nhưng tin mình đi, chỉ cần bạn nỗ lực không ngừng, ắt sẽ tới thời điểm cả vũ trụ góp sức giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.